chào các bạn. Mình là Yến Vân, rất vui khi được quay trở lại với các bạn ở lớp tiếng Hàn dành cho mọi người của chúng. Ở hai bài trước thì các bạn đã được học bảng chữ cái gồm 21 nguyên âm và 19 phụ âm. Trong đấy thì chúng ta đã có cách viết đó là từ trên xuống dưới và từ trái qua phải. Ngoài ra thì chúng ta cũng đã được học về cách viết các chữ như thế nào. Và hôm nay chúng ta sẽ sang một bài mới, đó là 8 đặc điểm của tiếng Hàn Quốc được đọc như sau: Hangukko e thực trình. Vâng, ở đây thì tôi có từ Hangukko. Hangukko, Hangukko ở đây đó là tiếng Hàn Quốc. Ươi, đúng không ạ? Nhưng cái chữ ươi này có nghĩa là của. Và khi mà mình đọc với nghĩa của thì chúng ta sẽ chuyển thành ê khi đọc các bạn nhé. Chữ này có nghĩa là của. Và ta có từ thức trinh, ở đây có nghĩa là từ đặc điểm. Ta có câu Hangukko e thức trinh, tức là đặc điểm của tiếng Hàn Quốc. Qua cái ví dụ cơ bản như thế này thì các bạn cũng đã thấy tiếng Việt Nam mình đặc điểm của tiếng Hàn Quốc và với tiếng Hàn thì nó sẽ bị ghi ngược như thế này. Hôm nay trong 8 đặc điểm này chúng ta sẽ học cấu trúc câu được viết như thế nào. Người Việt Nam mình khi học tiếng Hàn Quốc sẽ gặp khó khăn gì và làm thế nào để chúng ta viết được một câu tiếng Hàn hoàn chỉnh nhất, đơn giản nhất. Ngoài ra thì trong đặc điểm này chúng ta sẽ học thêm phần rút gọn, từ mượn, khoảng cách câu được viết như thế nào, làm sao cho đúng, cho đẹp nhất. Tiếp tục đến về phần kính ngữ và một số các phần phụ khác. Tại sao chúng ta lại phải học 8 đặc điểm của tiếng Hàn Quốc? Như các bạn đã biết, chúng ta có thể bỏ một thời gian rất là dài, từ 6 tháng cho đến 1 năm để các bạn học hết trình sơ cấp cho đến trung cấp. Một giáo sư đã nói với mình rằng, khi mà các em bỏ một thời gian khá là dài để học tiếng Hàn, vậy tại sao các bạn không bỏ một chút thời gian để chúng ta học nhập môn? Thì 8 đặc điểm này chính là những cái cơ bản nhất của tiếng Hàn Quốc, để khi chúng ta đi vào những chủ đề, chúng ta học những đuôi câu, học những dạng ngữ pháp thì chúng ta sẽ không cảm thấy khó. Và chúng ta sẽ tự hiểu rằng tại sao nó lại như thế và tiếng Hàn nó có nguồn gốc như thế nào, căn bản như thế nào. Trước khi vào bài hôm nay thì chúng ta cùng ôn lại một số từ các bạn nhé. Từ đầu tiên ta có từ Hangukko. Hangukko, cái này chắc là chúng ta khá là rõ về phần phát âm và cách viết của bài trước rồi. Hangukko, ở đây chúng ta có nghĩa đó là Hàn Quốc. Hangukko, Hangukko. Từ tiếp theo ta có từ Vietnam. Vietnam, ở trong đây phụ âm thờ thứ hai đấy ạ, là phụ âm hơi, thế nên khi mình đọc mình sẽ bật hơi các bạn nhé. Vietnam, Vietnam. Thì Vietnam ở đây có nghĩa là Việt Nam. Tiếp tục, danh từ thứ ba, từ này ạ, chúng ta sẽ đọc là Hakkyo. Hakkyo. Hakkyo ở đây có nghĩa là trường học. Tiếp tục, ta có từ Hakseng. Hakseng. Học sinh. Học sinh ở đây ta có từ học sinh. Tiếp tục bên này ạ. Chin cu. Chin cu. Chin cu ở đây ta có từ bạn bè. Từ này chúng ta đã được gặp ở phần bắt chim piup. Và từ này chúng ta sẽ đọc là pap. Pap. Pap ở đây có nghĩa là cơm. Từ này chúng ta đã được gặp ở phần bắt chim rồi đúng không ạ? Từ này chúng ta sẽ được đọc là bọc. Bọc. Bọc ở đây chúng ta, các bạn còn nhớ nghĩa là gì không nhỉ? Là cơm. Trong đấy một số món rất là quen thuộc của chúng ta đó là kim bọc, pi pim bọc, đúng không ạ? Rồi từ tiếp theo, kha băng. Kha băng. Kha băng ở đây đó là túi xanh. Từ tiếp theo chúng ta có đây là từ kha băng. Kha băng. Kha băng ở đây ta có nghĩa đó là túi sách, túi cặp. Tiếp tục, từ này là một trong những từ mà chúng ta đã học qua ở hai bài trước. Từ này được đọc như sau: sa qua. Sa qua. Sa qua ở đây ta có nghĩa là táo. Thì chúng ta sẽ sử dụng các danh từ này để chúng ta học 8 đặc điểm của tiếng Hàn Quốc. Các bạn cùng đọc lại với mình một lần nữa nhé. Hangukko. Hangukko, Vietnam, Vietnam, Hakkyo, Hakkyo, Hakseng, Hakseng, Chinggu, Chinggu, Bap, Bap, Gabang, Gabang, Sagwa, Sagwa.
Chúng ta vừa đọc xong các danh từ, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đọc các động từ các bạn nhé. Từ đầu tiên đã có từ 공부하다, 공부하다. Và các bạn lưu ý tất cả các gốc động từ này chúng ta đều đọc là tà chứ không đọc là ta. Mình xin đọc lại 공부하다. Từ tiếp theo gặp gỡ 만나다, 만나다. Ăn 먹다, 먹다. Đi 가다, 가다. Ở đây tôi có từ thích 좋아하다. Các bạn lưu ý tiếng Hàn có một quy tắc đá bát chim, tức là ở đằng sau nếu có nguyên âm đứng một mình, đằng trước có bát chim thì khi ta đọc ta phải đá bát chim lên. Nhưng ở đây trường hợp phụ âm hiển, chữ hở là một trong các phụ âm đặc biệt là phụ âm hơi, chúng ta không cần đá bát chim khi đọc các bạn nhé. Từ này chúng ta sẽ đọc là chô a ha ta, chứ mình sẽ không đọc là chô ha. Các bạn đọc lại giúp mình đọc chô a ha ta, chô a ha ta. Từ tiếp theo bán thanh tả, thanh tả. Ở đây mình có bát chim riêng, thì khi làm dưới bát chim phụ âm này sẽ đọc là lời cong của tiếng Việt Nam mình, nên chúng ta sẽ đá cong nữa lên nhé. Thanh tả, thanh tả. Tiếp tục ta có từ mua sa tả, sa tả. Tiếp tục từ cuối cùng là từ đọc. Các bạn cần nhớ cái trường hợp bát chim kép này không ạ? Ở bài trước thì chúng ta đã gặp hai trường hợp bát chim kép, và chúng ta chỉ cần nhớ rằng phụ âm riêng kiok và riêng niêm thì chúng ta đọc theo cờ mờ, còn tất cả các trường hợp khác thì chúng ta sẽ đọc theo phụ âm trước các bạn nhé. Chữ này chúng ta đọc là ikta, ikta, chúng ta đọc theo phụ âm sau, phụ âm kiok. Các bạn đọc lại nhé, ikta. Các bạn hãy để ý rằng tất cả các nguyên âm chúng ta đều có một đặc điểm chung, đều có chữ tà ở đằng sau nguyên âm. Và các bạn cố gắng khi mà mình học tiếng Hàn Quốc, chúng ta sẽ không học một đuôi câu nào cụ thể mà chúng ta sẽ học gốc động từ. Tất cả những động từ có đuôi tà như thế này là gốc động từ. Với gốc động từ này chúng ta có thể chia sang tất cả các thì như hiện tại, quá khứ và tương lai. Ở Việt Nam mình thì chúng ta có các từ sau: đang, đã, sẽ. Với những từ này, với những từ này thì chúng ta đại diện cho các thì. Nhưng với tiếng Hàn Quốc thì chúng ta sẽ không có từ đang, từ đã hay từ sẽ, mà chúng ta sử dụng gốc động từ ở đây để chúng ta chia với công thức. Nên các bạn, mình học gốc động từ để chúng ta có thể chia được tất cả các loại khác mà không gặp khó khăn gì cả. Sau khi đọc một số danh từ và động từ, bây giờ chúng ta sẽ vào bài nhé. Trước khi vào bài, mình sẽ cho các từ mới, cả danh từ và động từ ở góc bên này. Trong quá trình làm bài, chúng ta sẽ lấy ví dụ. Nếu các bạn không biết từ vựng thì các bạn có thể sử dụng những cái từ mà mình đã ghi bên này để cho bài học của chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian các bạn nhé. Chúng ta sẽ vào đặc điểm đầu tiên. Đặc điểm đầu tiên ta có phần cấu trúc câu. Để học tiếng Hàn một cách dễ dàng và đặt câu một cách dễ dàng thì mình xin giới thiệu với các bạn ba cấu trúc câu cơ bản sau. Đây chỉ là ba cấu trúc cơ bản thôi. Mai sau khi chúng ta học, chúng ta viết những câu dài thì cũng dựa trên những cấu trúc cơ bản này, các bạn sẽ đặt được những câu dài hơn. Cấu trúc đầu tiên có chủ ngữ cộng với vị ngữ. Đây là cấu trúc câu đơn. Chủ ngữ ở đây chúng ta sẽ là danh từ ngôi 1, ngôi 2, ngôi 3. Và vị ngữ là động từ hoặc tính từ. Các bạn luôn nhớ giúp mình, trong câu tiếng Hàn, động từ, tính từ, tức là những từ mà mình vừa đọc có chữ tà đằng sau đấy ạ, nó luôn luôn đứng ở cuối câu để chúng ta chia thì hoặc chia dạng, tôn kính, thân mật, hội thoại, rất là nhiều đuôi, nên là chúng ta sẽ sử dụng vào gốc động từ các bạn nhé. Rồi mình sẽ có ví dụ sau. Tôi đang ăn. Rồi tôi có câu sau, tôi đang ăn. Thì giống như mình giải thích cho các bạn, đây là câu tiếng Việt. Tôi có từ tôi trong tiếng Hàn Quốc, đó là 저.
đang và động từ ăn đó là động từ mộc tặng. Để sắp xếp câu này sang tiếng Hàn Quốc thì chúng ta chỉ cần làm theo mẫu câu thôi. Ở trên đây tôi có chủ ngữ cộng với vị ngữ. Chủ ngữ là ngôi một, ngôi hai thì tôi có trò. Vị ngữ ở đây đó là động từ tính từ thì tôi có từ mộc tặng. Một số bạn đã thắc mắc rằng vậy từ đang tôi để ở đâu? Thì từ đang này sẽ phụ thuộc vào gốc động từ chúng ta chia với cấu trúc hiện tại. Nhưng mà cấu trúc này chúng ta sẽ học ở đặc điểm thứ 5 nhé. Bây giờ trước hết chúng ta chỉ cần sắp xếp được một câu văn thôi. Tiếp tục, ở mẫu câu thứ 2 chúng ta có chủ ngữ cộng tân ngữ và cuối cùng là vị ngữ. Trong đây chủ ngữ của tôi là danh từ ngôi 1, ngôi 2, ngôi 3, tức là nó làm chủ thể của câu. Ở đây chúng ta chưa xác định tân ngữ vội mà các bạn nhìn luôn với vị ngữ. Vị ngữ ở trong tất cả các trường hợp luôn luôn là động từ và tính từ. Còn tân ngữ ở đây là gì? Tân ngữ ở đây là danh từ. Vậy chúng ta xác định tân ngữ như thế nào? Các bạn khi sắp xếp một câu tiếng Hàn luôn luôn chúng ta xác định chủ ngữ trước. Tiếp tục, chúng ta chưa xác định tân ngữ mà chúng ta sẽ xác định vị ngữ và chúng ta sẽ đặt câu hỏi với vị ngữ thì sẽ ra tân ngữ. Tức là tân ngữ ở đây đó là mục đích của vị ngữ. Mình có ví dụ sau. Huyền đang ăn cơm. Câu thứ hai, tôi đang học tiếng Hàn Quốc. Ở câu trên chúng ta sẽ xác định từng bộ phận như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ xác định chủ ngữ. Chủ ngữ ở trong đây là Huyền. Tiếp tục chúng ta sẽ xác định vị ngữ. Tại vì vị ngữ rất dễ để các bạn nhận biết, đó là động từ hoặc tính từ. Trong câu này động từ là gì ạ? Động từ là ăn. Những từ chỉ hành động ăn uống ngủ nghỉ mà bản thân mình tạo ra được thì chúng ta sẽ gọi là động từ. Và động từ này nó sẽ đứng ở bộ phận cuối cùng, đúng không ạ? Đứng ở bộ phận cuối cùng. Cái này mình sẽ xác định là thứ hai. Và để xác định tân ngữ chính là cái bộ phận này đấy ạ, thì chúng ta sẽ làm gì? Các bạn sẽ đặt câu hỏi với động từ. Ở đây động từ ta có ăn, các bạn sẽ hỏi ăn cái gì trong câu này? Ăn cơm. Thì suy ra cơm này chính là tân ngữ. Khi đã xác định được các vị trí trong câu này, chúng ta sẽ viết thành câu như sau. Tôi có Huyền. Thì Huyền trong tiếng Hàn được viết đó là Huyền, U, En, Huyền. Và sau tên chúng ta sẽ thêm Si để Huyền Si. Với người Hàn Quốc thì người ta sẽ không bao giờ gọi tên không của một ai đấy. Họ luôn thêm Si khi gọi. Tiếp tục, bây giờ chúng ta nhìn vào đây ạ, chủ ngữ rồi. Tiếp tục đến là tân ngữ. Và đây ta đã vừa xác định được tân ngữ chính là từ cơm, đó là tập. Và cuối cùng là vị ngữ chính là động từ ăn, mộc tập. Chúng ta có câu sau, Huyền Si tập mộc tập. Khi chúng ta sắp xếp như thế này rồi, chúng ta đã có một cái khung xương về câu tiếng Hàn rất là chuẩn. Chúng ta sẽ chỉ cần học thêm một số các tiểu từ và chia đuôi câu nữa là hoàn thiện câu văn này rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ làm đến ví dụ này nhé. Tôi đang học tiếng Hàn Quốc. Tôi đang học tiếng Hàn Quốc. Chúng ta sẽ xác định từng bộ phận. Đầu tiên ta xác định chủ ngữ. Chủ ngữ trong câu này đó là tôi, đúng không ạ? Số 1 chủ ngữ đây ạ. Tiếp tục chúng ta sẽ xác định đến vị ngữ. Động từ trong câu này là gì ạ? Học, đúng không ạ? Số 2. Và học cái gì? Học tiếng Hàn Quốc thì đây chính là tân ngữ trong câu. Sau khi sắp xếp xong chúng ta bắt đầu viết thành câu nhé. Tôi trong tiếng Hàn, tôi là sở. Tiếp tục đến tân ngữ là tiếng Hàn Quốc. Ở bên kia tôi có Hàn Quốc là Hangguk. Và tiếng Hàn Quốc chúng ta chỉ cần thêm chữ ơ vào đây thôi thì sẽ ra là Hangguk. Hangguk, các bạn nhớ đá bắt chim lên để đọc nhé. Hangguk. Và cuối cùng đó là vị ngữ chính là từ học. Đó là công bu ha tả. Đó. Thì ở bên này chúng ta đã có một số các từ mới. Khi chúng ta đặt câu các bạn sẽ lấy từ luôn ở bên này nhé. Rồi ta có cho công cho Hangguk công bu ha tả.
Tôi học tiếng Hàn Quốc. Đây là cách sắp xếp câu tiếng Hàn các bạn ạ. Chúng ta sẽ sắp xếp thêm một vài ví dụ nữa nhé. Tôi gặp bạn. Tôi gặp bạn. Và tiếp tục câu nữa đó là anh ấy đi đến trường. Rồi, ở câu tôi gặp bạn, chúng ta cùng sắp xếp nhé. Tôi là chủ ngữ. Chúng ta sẽ viết luôn chờ. Tiếp tục bây giờ có từ gặp và từ bạn. Thì các bạn để ý, gặp là động từ thì luôn luôn đứng ở cuối câu. Và gặp ai, gặp bạn, bạn ở đây chính là bộ phận tân ngữ. Chúng ta sẽ để trước. Bạn, tôi có danh từ chín cụ. Và động từ gặp sẽ để ở cuối cùng, đó là màn na ta. Cho chín cụ màn na ta. Tiếp tục đến câu anh ấy đi đến trường. Trong đây tôi có từ anh ấy, đó là cứ nên. Tiếp tục có đi đến trường. Thì theo bạn, mình sẽ sắp xếp cụm nào trước ạ? Trường trước hay là đi đến trước ạ? Các bạn để ý nhá. Đi đến, đi là một động từ nên suy ra nó sẽ đóng vai làm vị ngữ trong câu này, chúng ta sẽ để ở cuối cùng. Và đi đến đâu? Đến trường. Đúng không ạ? Thì trường học chúng ta sẽ để trước. Học kiểu trường học. Và cuối cùng ta có động từ đi, đi đến, đó là động từ ca tả. Ca tả. 그녀는 학교 가다. Các bạn đã nắm rõ được chưa ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ sang một cấu trúc câu dài hơn một chút nữa nhé. Chúng ta sẽ sang mẫu câu thứ ba nhé. Đầu tiên tôi vẫn có đó là chủ ngữ cộng với địa điểm, trạm từ địa điểm hoặc thời gian. Tiếp tục chúng ta sẽ cộng với tân ngữ. Và cuối cùng vẫn luôn là vị ngữ. Ở đây chủ ngữ giống như hai mẫu câu ở bên trên kia, thì cũng luôn là danh từ ngôi 1, 2, 3. Địa điểm, thời gian ở đây chúng ta cũng có danh từ. Và những danh từ chỉ địa điểm, thời gian này rất là rõ ràng khi chúng ta đọc nghĩa của nó. Ví dụ như là tôi ăn cơm ở trường học thì trường học là địa điểm. Tôi ăn cơm lúc 9 giờ thì 9 giờ sẽ là thời gian. Và chúng ta sẽ sắp xếp địa điểm và thời gian ở đằng sau chủ ngữ nhé. Tiếp tục đến tân ngữ. Tân ngữ ở đây giống hệt như ở mẫu câu B, đó là danh từ và chỉ mục đích của vị ngữ. Và vị ngữ ở đây vẫn luôn luôn là động từ, tính từ, những từ có đuôi tà các bạn ạ, những từ có đuôi tà nhé. Mình có một ví dụ sau. Tôi gặp bạn ở trường. Tôi gặp bạn ở trường. Để viết một câu tiếng Việt này sang tiếng Hàn Quốc, chúng ta cũng làm từ từ từng bước như hai trường hợp mẫu câu trên. Ở đây tôi sẽ xác định từng bộ phận trước. Tôi có chữ tôi là danh từ, chủ ngữ đúng không ạ? Đây là chủ ngữ. Tiếp tục, các bạn đừng vội tìm địa điểm tân ngữ làm gì, mà chúng ta hãy xác định vị ngữ trước. Vị ngữ là động từ, tính từ đúng không ạ? Tạo ra hành động chính là từ gặp đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ để ở cuối cùng. Gặp ai? Gặp bạn. Thì ở đây mục đích của động từ gặp chính là cái người bạn này. Thì suy ra bạn ở đây chúng ta có bộ phận tân ngữ. Và cuối cùng chúng ta có nhóm trường học, thì đây sẽ là một địa điểm. Sau khi sắp xếp trong đầu mình rõ ràng như thế này, hoặc ai mới học, chúng ta có thể gạch vào đây từng bộ phận trong câu và bắt đầu áp dụng công thức chúng ta ghi sang tiếng Hàn. Tôi có từ chờ. Tiếp tục đến địa điểm hoặc thời gian. Địa điểm ở đây tôi có trường học, đó là Hakkyo. Tiếp tục đến là tân ngữ. Tân ngữ trong câu này đó là bạn. Chinku. Và cuối cùng là vị ngữ động từ, ta có từ gặp, đó là man na ta. Áp dụng một công
thức như thế này, chúng ta sẽ có câu sau. 저 학교 친구 만나다. Khi các bạn sắp xếp được một mẫu câu hoàn chỉnh như thế này thì câu văn của các bạn đã hiểu được tới 50% rồi. Chúng ta chỉ cần thêm tiểu từ và chia đuôi câu của nó thôi. Các bạn có hiểu không ạ? Tiếp tục mình sẽ có thêm một vài ví dụ nữa với mẫu câu cuối cùng nhé. Tôi có ví dụ sau. 안녕하세요. 안 cơm ở nhà. Rồi chúng ta sẽ từ từ mình sắp xếp từng bộ phận. Anh ấy ăn cơm ở nhà. Tôi có từ anh ấy. Đúng không ạ? Người mà thực hiện cái hành động này chính là chủ ngữ. Anh ấy. Tôi có từ 그는. Ăn ở đây tôi có từ 먹다. Cơm tôi có từ 밥. Và danh từ nhà tôi có từ 집. 집. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp này. Chủ ngữ tôi có 그는. Tiếp tục địa điểm thời gian, nếu có địa điểm ăn cơm ở nhà. À đây, địa điểm chính là nhà. Tôi có từ 집. Tiếp tục đến gì đấy ạ? Tân ngữ là cơm, 밥. Và cuối cùng là vị ngữ động từ. Động từ trong câu này chính là ăn, 먹다. Được chưa? 그는 집 밥 먹다. Đây là cấu trúc câu của tiếng Hàn Quốc. Các bạn có thể lấy nhiều ví dụ khác với những cái danh từ mà chúng ta đã được học từ đầu cho đến bây giờ. Chúng ta chịu khó làm nhiều ví dụ lên thì cái khả năng mà sắp xếp các câu trong tiếng Hàn Quốc của chúng ta cũng sẽ nhanh dần lên thôi. Bây giờ chúng ta sẽ sang cấu trúc 2 nhé. Tiểu từ. Ở đặc điểm thứ hai trong tiếng Hàn Quốc chính là tiểu từ. Vậy tiểu từ là cái gì? Trong tiếng Hàn Quốc thì tiểu từ có vai trò như thế nào? Tiểu từ trong tiếng Hàn Quốc sẽ đứng sau danh từ. Nó thường để bổ nghĩa. Hoặc đứng sau để xác định vai trò ngữ pháp. Xác định vai trò thành phần ngữ pháp trong câu. Tiểu từ đứng sau danh từ, bổ nghĩa, xác định vai trò ngữ pháp của từng thành phần trong câu. Mình sẽ có một số các ví dụ sau. Đầu tiên, tôi có tiểu từ chủ ngữ. Là 응 hoặc 는. Trước khi đi vào ví dụ thì mình có một số các tiểu từ mẫu sau. Tiểu từ của chủ ngữ đó là 응 hoặc là 는. Nếu danh từ đứng trước có 받침 thì ta sẽ cộng với 응. Danh từ đứng trước không có 받침 ta sẽ cộng với 는. Ở bên dưới này ta có tiểu từ tân ngữ 을 hoặc 는. Nếu danh từ đứng trước có 받침 thì là 을, không có 받침 thì sẽ là 는. Tiểu từ chỉ địa điểm của hành động đó là 에서. Vào các chủ đề thì chúng ta sẽ được học rõ hơn các tiểu từ này dùng trong những trường hợp như thế nào. Nhưng đây là một trong những cách tiểu từ phổ biến nhất, cơ bản nhất mà mình muốn giới thiệu qua với các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ có ví dụ sau. Ta sẽ lấy lại cái ví dụ vừa nãy nhé. Tôi ăn cơm ở nhà.
Ở phần 1 thì chúng ta đã xác định được cấu trúc câu. Tôi có tôi. Tôi trong trường hợp này là cho. Và cho này là một danh từ không có phụ âm cuối, hay người ta còn nói là không có bát chim. Thì khi nó đóng vai là chủ ngữ thì chúng ta sẽ thêm tiểu từ ngay đằng sau nó để xác định cái thành phần của nó chính là chủ ngữ. Cho không có bát chim thì ta sẽ thêm 는 thành 저는. Tiếp tục, ăn cơm ở nhà thì ăn chắc chắn là động từ mình sẽ để cuối cùng rồi. Ăn cái gì? Ăn cơm. Cơm sẽ đóng vai là tân ngữ trong câu và chúng ta đã có một địa điểm đó là ở nhà. Nhà tôi có danh từ chịt. Và từ chịt này là một danh từ có bát chim, đúng không ạ? Ở nhà và nó là một địa điểm thì bạn nhìn xuống đây ạ. Tiểu từ địa điểm của hành động thì chúng ta sẽ thêm ê xong. Tiếp tục ta có từ cơm là bạc. Bạc là một danh từ có bát chim, đấy ạ, bát chim việc. Và nó là tân ngữ thì tiểu từ tân ngữ có bát chim thì ta sẽ thêm ừ. Bạc ừ. Và động từ ăn sẽ là động từ mộc tạc. Tiểu từ sẽ đứng sau các bộ phận, đúng không ạ? Các bộ phận. Thứ nhất là để bổ nghĩa cho nó, như trong trường hợp này chịp này nhà và ê so này nó bổ nghĩa nó chính là từ ở các bạn ạ. Ngoài ra thì ta có hai tiểu từ này thì nó đóng vai trò đó là xác định thành phần ngữ pháp trong một câu. Rồi bây giờ tôi sẽ sang tiếng Việt đi. Trong những trường hợp chúng ta phải dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Việt, vậy làm thế nào để dịch chuẩn nhất? Thì chúng ta phải phụ thuộc vào tiểu từ, chúng ta xác định các bộ phận thì mình sẽ dịch một cách chuẩn hơn so với khi mà một câu không có tiểu từ. Khi mà tôi nhìn vào đây thì bạn tiểu từ chủ ngữ là ưng lên, đúng không ạ? Tôi nhìn thấy chữ ưng này tôi sẽ xác định được đây là chủ ngữ và chúng ta sẽ dịch từ đây dịch trước, tôi dịch trước. Sau đó các bạn sẽ dịch ngược từ động từ dịch lên thì sẽ ra một câu văn xuôi tiếng Việt Nam. Mình dịch cho các bạn nhé. Tôi ăn cơm ở nhà. Ở cái phần 2 trong 8 đặc điểm này thì chúng ta chỉ cần hiểu rằng trong tiếng Hàn Quốc có rất nhiều các tiểu từ và tiểu từ chỉ mang tính chất đó là bổ nghĩa hoặc xác định thành phần ngữ pháp thôi. Ngoài ra các tiểu từ thì chúng ta sẽ được học trong các chủ đề các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang đặc điểm thứ 3, đó là đặc điểm khoảng cách. Và đặc điểm thứ 3 thì các bạn hãy cùng nhìn với ví dụ sau giúp mình nhé. 아버지 사랑해 들어오시다. Khi với những người học lâu năm thì những cái câu này hoàn toàn rất là dễ, tại vì họ có thể đoán được, vì họ nắm chắc được ngữ pháp và cũng giao tiếp khá là nhiều với những hình thức cơ bản này. Vậy trong những trường hợp chúng ta mới thì các bạn cảm nhận thế nào khi chúng ta đọc ví dụ trên ạ? Thật sự rất là khó đọc, khó viết đúng không ạ? Và đến khi đã khó đọc, khó viết rồi thì làm sao chúng ta có thể dịch chuẩn nghĩa được? Thì đây là một cái vô cùng chú ý khi chúng ta đặt câu, thì chúng ta viết. Mình sẽ sử dụng những từ mới trong cái ví dụ ô vuông này để viết thành hai câu có ý nghĩa mà không bỏ hoặc không thêm bất cứ một từ nào. Ở trường hợp 1, mình sẽ tách như sau. A-bơ-chi, đúng không ạ? Mình sẽ tách đến đây, A-bơ-chi. Tiếp tục mình sẽ tách từ Tha-thang-e. Và cụm từ cuối cùng đó là từ Ro-o-chi-da. Ở trường hợp thứ 2 mình sẽ cắt như sau. A-bơ-chi ca. Cái từ ca này mình sẽ đá sang bên này. Ở đây còn từ tang nghe. Và cuối cùng vẫn là động từ từ ro o chi ta. Rồi trong đây tôi có a bơ chi là bố, ca bang
chính là từ túi xách, túi. Và từ đó shita ở đây chính là từ đi vào. Bên dưới có avochika, ở đây vẫn là bố. Chữ ka ở đây chỉ là tiểu từ thôi các bạn ạ, nó đứng sau để xác định thành phần ngữ pháp trong câu chứ không có nghĩa gì. Tiếp tục, tang là căn phòng. Và turoshita đi vào. Các bạn nhìn ở trường hợp 1 thì mình sẽ dịch như sau: bố đi vào cái túi sách. Mình sẽ dịch chủ ngữ trước và dịch ngược từ động từ dịch lên. Bố đi vào cái túi thì vẫn sử dụng các từ trên câu này. Chúng ta có một cái câu có nghĩa là bố đi vào cái túi. Tất nhiên bố không thể nào đi vào túi được không các bạn? Và ở trường hợp 2 chúng ta có abochi bố, pange turoshita bố đi vào căn phòng. Vậy việc viết khoảng cách quan trọng như thế nào trong một câu? Thứ nhất, các bạn viết khoảng cách của từng từ có nghĩa, từng bộ phận thì chúng ta viết dễ hơn, đọc dễ hơn. Và ngoài ra một điều vô cùng quan trọng đó là chúng ta sẽ dịch được sát nghĩa. Nếu không chúng ta sẽ bị rơi vào một số các trường hợp như ở trên đây. Đó là các tiểu từ sai hoặc viết sai thì chúng ta sẽ có một nghĩa hoàn toàn khác. Hoặc có khi bạn nói thì người Hàn người ta sẽ không hiểu rằng bạn đang nói cái gì. Vậy sau đặc điểm thứ ba này chúng ta chú ý, từ bây giờ khi đặt câu thì các bạn cố gắng viết khoảng cách rõ ràng ra nhé, để bản thân mình có thể dễ đọc hơn và mình có thể hiểu mình đang viết cái gì. Đặc điểm thứ tư của chúng ta đó là đặc điểm từ mượn. Mình sẽ có một số các ví dụ sau. Danh từ banana, danh từ tomato, danh từ radio, ice cream, với người Hàn Quốc khi mà họ không có từ thuần Hàn hoặc từ âm Hán thì họ sẽ mượn một số từ của tiếng Anh họ phiên âm ra để dùng. Ở đây tôi có từ banana, banana. Với từ này thì cũng khá là nhiều bạn biết miễn luôn rồi đúng không ạ? Đó là quả chuối, banana. Tiếp tục bên này, tomato, tomato. Ở đây có hai phụ âm hơi, đó là phụ âm thở, đúng không ạ? Thì mình sẽ đọc là tomato. Chữ thứ ba ta có radio, radio. Ở cái từ này thì hơi dài một chút, ice cream, ice cream. Nhưng nó là từ mượn tiếng Anh nên là cái tốc độ đọc của chúng ta cũng phải nhanh hơn bình thường. Ice cream là kem ạ. Ở đây ta có từ television, television, TV. Thì đây chỉ là một trong những cái ví dụ điển hình về từ mượn tiếng Anh. Trong quá trình học hoặc qua những chủ đề thì chúng ta sẽ gặp được nhiều các từ mượn hơn. Thì chúng ta sẽ không quá ngạc nhiên rằng tại sao lại từ này giống tiếng Anh thế, mà thực chất chúng ta sẽ biết rằng đây là những từ tiếng Anh họ mượn, họ phiên âm từ tiếng Hàn để học thôi ạ. Và cảm ơn các bạn đã học bài học ngày hôm nay. Với bài sau thì chúng ta sẽ học nốt 8 đặc điểm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Ở bài sau thì chúng ta sẽ học nốt 4 đặc điểm của tiếng Hàn Quốc. Các bạn về nhà mình sẽ cố gắng đọc thật nhiều, làm thêm các ví dụ để đặt câu. Tạm biệt các bạn.